thưa quý vị và các bạn hiện nay các thế lực thù địch phản động và những phần tử cơ hội chính trị đang tăng cường phát tán các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng của đảng và vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam chống phá đảng và nhà nước ta do vậy đẩy mạnh công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng xã hội vừa là vấn đề có tính cấp thiết vừa là nhiệm vụ thường xuyên cơ bản lâu dài của cấp ủy, tổ chức đảng, của hệ thống chính trị và của mỗi cán bộ đảng viên. Chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn phần trích bài viết của Đại tá Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đình Bôn đăng trên website của Hội đồng Lý luận Trung ương có tiêu đề Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng xã hội hiện nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ nghĩa Bác Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ chủ nghĩa xã hội, bổ sung phát triển năm 2011, khẳng định Đảng lấy chủ nghĩa Mark Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Nền tảng tư tưởng của Đảng, của Đảng Cộng sản Việt Nam là hệ thống quan điểm, nguyên lý của chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường, phương pháp tiến hành cách mạng nhằm giải phóng giai cấp công nhân, giải phóng dân tộc, giải phóng con người và là cơ sở vững chắc để đảng đề ra chủ trương, đường lối lãnh đạo là kim chỉ nam định hướng cho mọi hành động của đảng. Không gian mạng đang phát triển mạnh mẽ, tạo ra nhiều lợi ích đối với các quốc gia dân tộc trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, do có tính mở với đặc trưng tự do đa dạng bình đẳng, nhiều khi bị xóa nhòa danh giới giữa thực và ảo, do vậy không gian mạng mang đến không ít thách thức Đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Không gian mạng đã và đang trở thành công cụ lợi hại hàng đầu để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, chuyển hóa chính trị, khủng bố. Đây thực sự là một mặt trận quan trọng không thể xem nhẹ, buông lỏng. Đại hội 13 của Đảng đã đề cập trực tiếp và nhấn mạnh việc quản lý và phát triển thông tin trên không gian mạng, trong đó có việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng để tuyên truyền những quan điểm sai trái thù địch các thế lực phản động thù địch đã sử dụng rất nhiều thủ đoạn phương thức ngày càng tinh vi xảo quyệt thâm độc và nguy hiểm hơn có tác động đến mọi tầng lớp xã hội về hình thức các thế lực thù địch phản động sử dụng các phương tiện truyền thông internet mạng xã hội sử dụng hàng chục đài phát thanh chương trình việt ngữ hàng trăm báo tạp chí nhà xuất bản tiếng việt hàng ngàn website blog để phát tán những thông tin xấu độc xuyên tạc chống phá. Chúng lập ra nhiều trang web mạo danh các đồng chí ủy viên bộ chính trị, ủy viên trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ ngành đoàn thể địa phương, một số nhân vật được xã hội chú ý hoặc nhân danh đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực, bảo vệ môi trường, bảo vệ chủ quyền biển đảo, phản biện xã hội, hiến kế cho Đảng để bình luận xuyên tạc, hạ thấp uy tín, làm mất niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng, nhà nước. Về nội dung bản chất của các quan điểm sai trái thù địch là tấn công đà kích trực diện nền tảng tư tưởng của đảng vị trí vai trò lãnh đạo của đảng đối với nhà nước và xã hội mục tiêu con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam chúng giả danh marxist giả khoa học để tuyên truyền xuyên tạc chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước phủ nhận những thành tựu to lớn đã đạt được của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng trong quá trình đổi mới hội nhập quốc tế. Chúng lợi dụng cường điệu hóa những hạn chế, khuyết điểm của Đảng và hệ thống chính trị trong lãnh đạo quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội để quy kết rằng Đảng ta lấy chủ nghĩa Mark Lenin làm nền tảng tư tưởng chính là nguyên nhân gốc rễ của những sai lầm, khuyết điểm trong quá trình xây dựng xã hội mới. Chúng bôi nhọ lãnh tụ, xuyên tạc lý lịch, thân thế, sự nghiệp các lãnh tụ các đồng chí lãnh đạo cao cấp của đảng nhà nước để đi đến phủ nhận con người phủ nhận hệ tư tưởng marxist và vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam nội dung thông tin tuyên truyền xuyên tạc sai trái của các thế lực thù địch hết sức đa dạng phức tạp trên tất cả các lĩnh vực tư tưởng chính trị văn hóa xã hội xây dựng đảng trong đó chúng tập trung tấn công vào một số nội dung cốt lõi thuộc hệ tư tưởng đường lối của đảng cộng sản việt nam đó là đòi hỏi đảng ta từ bỏ chủ nghĩa mắc lenin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động chúng bài xích bác bỏ chủ nghĩa mắc lenin tấn công vào những vấn đề nguyên tắc then chốt những luận điểm cơ bản nhất như phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và bản chất giai cấp công nhân của đảng ta phê phán quy luật giá trị thặng dư bác bỏ chủ nghĩa duy vật lịch sử mà nền tảng là bác bỏ bản chất cách mạng và khoa học của lý luận về hình thái kinh tế xã hội Chúng phủ nhận lý luận khoa học về chủ nghĩa xã hội và xuyên tạc mục tiêu con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Chúng xuyên tạc nhằm hạ bệ tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận nội dung, giá trị tư tưởng của người, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mạc Lenin, tuyệt đối hóa tư tưởng Hồ Chí Minh để gián tiếp phủ nhận tư tưởng của người, cho rằng chủ nghĩa Mạc Lenin đã lỗi thời chỉ cần dựa vào tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng xuyên tạc, phủ nhận quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước ta hiện nay nhất là đường lối đổi mới của đảng ta chúng đồng nhất đổi với chính trị với thay đổi chế độ chính trị chúng phủ nhận bôi đen những thành tựu trong quá trình đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta cường điệu thổi phồng khoét sâu những tiêu cực khuyết tật khiếm khuyết tạo cái nhìn bi quan đen tối về tình hình đất nước phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đòi xóa bỏ sở hữu toàn dân thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, phủ nhận và xóa bỏ vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước. Chúng cổ suý phi chính trị lực lượng vũ trang, đòi lực lượng vũ trang phải trung lập về chính trị, phủ nhận bản chất cách mạng và nhân dân của lực lượng vũ trang, chia rẽ quân đội nhân dân với công an nhân dân, chia rẽ quân đội và công an với nhân dân. Chúng tìm mọi cách thúc đẩy hình thành các tổ chức xã hội dân sự trá hình, từ đó cho ra đời các tổ chức chính trị đối lập ở Việt Nam lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam. Để nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng, theo tác giả bài viết, chúng ta cần phải thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau đây. Một là bổ sung hoàn thiện nội dung phương thức đấu tranh phòng chống quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng xã hội trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, không gian mạng phát triển như vũ bão thông qua thế giới ảo các thế lực thù địch không đơn thuần sử dụng các phương pháp truyền thống chúng triệt để lợi dụng không gian mạng xã hội để chống phá với các hình thức phương thức ngày càng tinh vi xảo quyệt do vậy nội dung phương thức đấu tranh của chúng ta cũng phải đổi mới bổ sung từng bước hoàn thiện cho phù hợp hai là thực hiện có hiệu quả các giải pháp công nghệ xử lý nghiêm các vi phạm trên không gian mạng cùng với các giải pháp tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng, cần đẩy mạnh thực hiện các giải pháp công nghệ như bảo vệ tốt thông tin cá nhân, kỹ thuật phát tán thông tin trên không gian mạng, kỹ thuật phân tích điều tra, ngăn chặn, bóc gỡ khóa tài khoản của đối phương có vị trí rất quan trọng, góp phần quyết định thắng lợi trong đấu tranh phòng chống phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng hiện nay. Ba là cần xác định công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên lâu dài, tránh tư tưởng xem nhẹ, buông lỏng, mất cảnh giác. Công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi phản bác các thông tin xuyên tạc sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần xác định là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên lâu dài, khó khăn và quyết liệt. Do vậy, cần tuyệt đối tránh tư tưởng xem nhẹ, lơ là, buông lỏng, mất cảnh giác. Cần lấy chính các phương tiện truyền thông mới và không gian mạng làm phương tiện và nền tảng chủ đạo để khắc chế thủ đoạn dùng không gian mạng để chống phá ta của các thế lực thù địch theo phương châm lấy độc trị độc. Tận dụng những ưu thế của phương tiện truyền thông mới để phản tuyên truyền lại những luận điệu xuyên tạc sai trái thù địch. Bốn là giữ vững và phát huy vai trò nòng cốt chủ lực của hệ thống cơ quan chuyên trách đấu tranh tư tưởng lý luận. Giữ vững và phát huy vai trò nòng cốt chủ lực của hệ thống cơ quan chuyên trách đấu tranh tư tưởng lý luận các cơ quan tuyên giáo, báo chí của Đảng, mở rộng các kênh, lực lượng thông tin rộng khắp, làm chủ không gian thông tin trong nước và không gian mạng. Kết hợp các giải pháp về nội dung với các giải pháp kỹ thuật, các biện pháp nghiệp vụ an ninh, bao gồm việc chặn lọc, vô hiệu hóa, đấu tranh với các nhà cung cấp các phương tiện truyền thông xã hội nước ngoài, gỡ bỏ thông tin xấu độc, răn đe, xử lý hình sự để tạo hiệu quả đấu tranh tổng lực. Năm là xây dựng hệ thống bài viết chuyên luận chuyên sâu phản bác những quan điểm sai trái thù địch bằng lý luận và thực tiễn khoa học với hệ thống luận cứ luận chứng chặt chẽ có sức thuyết phục. Chú trọng xây dựng hệ bài chuyên luận, chuyên sâu, phê phán, phản bác bẻ gãy từ gốc những luận điệu xuyên tạc, những quan điểm sai trái thù địch bằng lý luận và thực tiễn khoa học với hệ thống luận cứ luận chứng chặt chẽ có tính thuyết phục cao, giúp độc giả hiểu sâu sắc, thấy rõ bản chất vấn đề, từ đó có niềm tin khoa học vững chắc vào nền tảng tư tưởng của Đảng. 6 là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về công tác đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng xã hội. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về công tác đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng xã hội theo định hướng chỉ đạo thống nhất, đồng thời giao mỗi ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị phải xây dựng lực lượng, hệ thống, kế hoạch tuyên truyền. Thường xuyên gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng tuyên truyền giáo dục chính trị với các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh đối ngoại nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh góp phần phòng chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch thường xuyên nắm bắt tư tưởng tư luận xã hội trong quần chúng nhân dân định hướng thông tin chính xác kịp thời nhằm tạo khả năng miễn dịch tự đề kháng trước những âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch để chủ động tiến công kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với âm mưu thủ đoạn tiến biến hòa bình phản bác đẩy lùi những luận điệu xuyên tạc sai trái thù địch kích động góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội bảy là thường xuyên đổi mới nội dung phương thức đa dạng hình thức đấu tranh chống diễn biến hòa bình phản bác quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng xã hội đổi mới nội dung phương thức đấu tranh chống diễn biến hòa bình phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong các lĩnh vực chính trị tư tưởng kinh tế văn hóa xã hội quốc phòng an ninh trên mạng xã hội đẩy mạnh và đa dạng hóa hình thức thông tin tuyên truyền lựa chọn đúng nội dung và luôn có những thông tin mới trong tuyên truyền tăng cường thông tin đối ngoại tiến hành điều tra dư luận xã hội để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ đảng viên và nhân dân làm cơ sở để xây dựng nội dung tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng trước các vấn đề xã hội, tạo thế chủ động cho mặt trận đấu tranh trên mạng xã hội. Tám là tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị của Ban Bí Thư, Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chương trình hôm nay tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau